bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của forex.com.vn. Các bạn thân mến, chúng tôi biết rằng xuyên suốt nhiều thế kỷ, người ta vẫn tiếp tục nắm giữ vàng vì nhiều lý do. Vàng là kim loại quý hiếm và rất có giá trị trên thị trường. Vậy chúng ta có nên đầu tư vào vàng hay không? Hãy cùng chúng tôi điểm qua 8 lý do để trả lời cho câu hỏi này nha. Lý do thứ nhất là lịch sử giữ vững giá trị của vàng, không giống với tiền giấy, tiền xu hay các tài sản khác. Vàng vẫn luôn duy trì giá trị của nó qua nhiều thời đại. Người ta xem vàng như là một công cụ để duy trì và truyền lại sự giàu có từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thứ hai là sự suy yếu của đồng đô la. Mặc dù đô la Mỹ là một trong những đồng tiền dự trữ quan trọng nhất trên thế giới, nhưng giá trị của nó đã giảm đáng kể so với các đồng tiền khác vào giai đoạn năm 1998 đến năm 2008. Chính điều này đã khuyến khích mọi người muốn chuyển sang nắm giữ loại tài sản an toàn hơn. Các nhà đầu tư đã chọn vàng là một nơi trú ẩn an toàn. Theo đó, giá vàng đã tăng lên. Trong giai đoạn năm 1998 đến năm 2008, giá vàng tăng lên gấp 3 lần, đạt 1.000 đô la trên ounce vào đầu năm 2008 và tiếp tục tăng gần 2 lần trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012, đạt mức 1.800 đến 1.900 đô la trên ounce. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm của đồng đô la trong giai đoạn này, bao gồm chi tiêu ngân sách lớn, thâm hụt thương mại và gia tăng cung tiền. Lý do tiếp theo để đầu tư vào vàng chính là lạm phát. Trong suốt chiều dài lịch sử, vàng là một công cụ tuyệt vời để chống lạm phát bởi vì giá vàng có xu hướng tăng khi chi phí sinh hoạt tăng lên. Trong suốt 50 năm qua, các nhà đầu tư đã chứng kiến giá vàng tăng lên đáng kể và thị trường chứng khoán lao dốc trong những năm lạm phát cao. Lý do thứ tư là giảm phát. Giảm phát là thời kỳ mà giá giảm, hoạt động kinh doanh chậm lại và nền kinh tế phải chịu sức ép trước các gánh nặng nợ khổng lồ. Điều đã xảy ra vào thời kỳ đại suy thoái những năm 1930 và vẫn chưa lặp lại cho đến nay. Trong thời gian đó, sức mua tương đối của vàng tăng mạnh trong khi các loại giá cả khác đang giảm đáng kể. Thứ năm là sự không chắc chắn về địa chính trị. Vàng không chỉ duy trì giá trị trong thời kỳ bất ổn về tài chính mà trong những thời kỳ bất ổn về địa chính trị nữa. Nó thường được gọi là secret commodity, có nghĩa là hàng hóa thời khủng hoảng. Bởi vì khi căng thẳng thế giới tăng cao, mọi người thường tìm đến sự an toàn tương đối của vàng. Trong thời gian đó, vàng thường hoạt động tốt hơn so với các khoản đầu tư khác. Ví dụ, giá vàng đã có những sự thay đổi đáng kể do phản ứng với tình hình khủng hoảng xảy ra ở EU. Giá vàng thường tăng lên khi niềm tin đối với các chính phủ xuống mức thấp. Vừa rồi, các bạn đã cùng chúng tôi điểm qua 5 lý do nên đầu tư vào vàng. Mong rằng phần kiến thức này sẽ giúp nhà đầu tư yên tâm hơn về vàng. Và như đã nói ở phần đầu video, chúng tôi có đến 8 lý do để đầu tư vào vàng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu 3 lý do ở video sau nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.